bài tập cho bé cách vào bếp. Tại vì mỗi lần làm bếp hay là làm bánh á, thì hay kêu bé lại chơi rồi cùng làm, cho nên bé rất là thích vô bếp. Làm bánh thì được, nhưng mà nói về bếp núc thì ít có cho là tại sợ lửa. Nhưng mà ở nhà thì bỏ nhà thì bé biết tự nấu cơm, chiên trứng. Bé trai biết nấu ăn thì mình đứng thích hơn. Tại vì công việc bếp núc thì thường là đàn bà thôi, con gái thôi. Nhưng mà nếu mà bé có niềm đam mê bế tắc thì mình rất là thích, tại vì mình yêu bếp. Nói chung bắt đầu bé đi vào lớp 1, lớp 2 là bắt đầu mình tập cái công việc của mình. Yêu cầu mình đi từ sáng tới chiều á. Việc đầu tiên chưa biết làm thì đứng trông mẹ làm. Và bắt đầu là mình tập làm ra, cầm cho bé cầm dao. Rồi làm quen như cắm cơm, rửa chén. Nấu ăn thì mình đứng bên cạnh thì nắm sát. Nếu mà bé nào lúc đầu bé chưa biết đi cầm, chưa có thành thạo thì mình cầm tay. Khi đứng ngoài nhìn cũng không có đang nặng không mắt, cũng khó chịu lắm, nhưng mà không thể ba ôm con cả đời được, nên là hư lần này, bể chén lần này thì rất nhiều khi quét nhà hay là rửa chén mẹ thì làm lại đấy, nhưng mà mình vẫn để cho các bạn làm. Một lần hai lần không được thì 4-5 lần sẽ được. Mình quay từ lúc bạn nhắc quý bé thường hay tưởng rau ăn rau, và thỉnh thoảng có thời gian mẹ với bé thích ăn cái món gì chị tập trung cho bé ăn nhiều về món đó. Chị coi những cái nấu ăn chị đã phụ bé rau, và cũng cho bé coi những cái sản phẩm của chị mua, thường những món